Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay 16 tháng 12, một chiếc thuyền cào ngao chở theo 13 người gặp sóng to đã bị chìm ở khu vực vùng biển xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 7 người được cứu sống nhưng 6 người khác không may mắn đã thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền trước khi gặp nạn chở khoảng 2 tấn ngao và 13 người. Khi còn cách cảng Nam Thịnh khoảng 500m thì gặp sóng to, bị nước tràn vào dẫn đến chìm thuyền. Trên thuyền có 7 người biết bơi, được người dân và lực lượng chức năng cứu kịp thời. 6 người còn lại do mặc quần áo mưa lại không biết bơi nên đã bị đuối nước tử vong, trong đó có một nam lái thuyền và năm nữ lao động. Đến 9 giờ sáng nay, thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bờ để bàn giao cho các gia đình. Vào cuối giờ trưa cùng ngày, chiếc thuyền bị chìm đã được trục vớt đưa vào bến Giang Long để phục vụ công tác khám nghiệm. Được biết các nạn nhân được thuê đi bốc ngao trong chủ đầm ở cùng xã Nam Thịnh vào chiều ngày 15 tháng 12 khi con nước xuống. Họ làm cả đêm đến 2 giờ sáng ngày 16 tháng 12 khi nước lên thì mới về. Đa phần các nạn nhân đều là phụ nữ và đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thông tin về sự cố đáng tiếc này sẽ được phóng viên Trung Kiên cập nhật chi tiết hơn ở bản tin Nhật ký cuộc sống phát sóng vào 19 giờ tối ngày hôm nay.